Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City, là mình Phú Trần. Đây sẽ là video mình chia sẻ về top những cái điện thoại iPhone đang được giảm giá và đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại nhé. Tất nhiên là nếu mà xét từ iOS 16 trở lên ý, thì sẽ có iPhone 8 Plus trở lên đúng không? Tuy nhiên nếu mà đáng mua, ok, iPhone 8 Plus cũng đáng mua này, hay là iPhone XS Max cũng rất đáng mua. Thì đây sẽ là những cái mẫu máy từ iPhone 11 trở đi để làm sao các bạn sử dụng nó được mượt mà này, được trơn tru và đặc biệt hơn các bạn sử dụng được lâu dài, ok chưa? Vào việc nhá. Đến với cái mẫu máy iPhone đầu tiên là iPhone 11. Đây là một chiếc điện thoại gần như gọi là quốc dân luôn rồi các bạn. Kể cả anh em cũng dùng này, chị em cũng dùng luôn, mình thấy everywhere luôn. Thế thì với iPhone 11 các bạn sẽ được cái gì? Đầu tiên, về camera, phải nói chất lượng chụp ảnh mang lại trên iPhone 11 nó cực kỳ ngon các bạn nhá. Đặc biệt là khi bạn chụp ảnh ở điều kiện đủ sáng này, đem lại cái màu sắc rất thực tế và có độ chi tiết tốt. Cam selfie trên iPhone mình thấy chụp nó thực tế quá, nhiều khi mình còn sợ cơ mà. Có một sự cải tiến nhẹ từ iPhone XS, iPhone XS Max lên iPhone 11 là đã có cam ultra wide rồi các bạn. Ok chưa? Ngon chưa? Nhưng mà tiếc với iPhone 11 lại không có cam tele, rất là tiếc. iPhone 11 vẫn giữ nguyên cái thiết kế bo cong nên là cái trải nghiệm cầm nắm của các bạn nó rất thoải mái, chứ nó sẽ không bị cấn tay giống như một vài cái máy iPhone 12 series trở lên đâu. Và khi các bạn lần đầu trải nghiệm iPhone 11 ý, sẽ thấy là ồ, cái viền màn hình trên con iPhone 11 này nó dày thế nhở, nó dày thật, thực sự nó rất là dày. Cái màn hình trên con iPhone 11 này nó có cảm giác hơi bị rỗ rỗ một tí, nhưng mà các bạn sử dụng trong vòng 1 tuần 2 tuần trở lên thôi sẽ thấy là sử dụng rất là bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Kích thước màn hình 6,1 inch vừa phải thôi, nên là bạn nào có cái bàn tay nó cũng không được to cho lắm ấy, vẫn có thể sử dụng một cách thoải mái nhé. Đó là những cái điểm nổi bật và hạn chế nhất trên iPhone 11. Thế thì những cái điểm khác, ví dụ như loa đi, loa to, chi tiết rõ ràng, các giải âm được tách bạch này. Cái thứ hai, về pin chẳng hạn, pin trên iPhone 11 nó trâu, nên là mình đánh giá iPhone 11 là một chiếc máy nó cực kỳ thực dụng luôn. Đến chiếc máy thứ hai, cũng là iPhone 11 nhưng mà là iPhone 11 Pro Max. Từ iPhone 11 lên iPhone 11 Pro Max nó có sự khác biệt rất là nhiều các bạn nhé. Đầu tiên về màn hình, đã được nâng cấp từ IPS LCD lên tấm nền là OLED, và cái độ sáng và chất lượng hiển thị cũng như là kích thước màn hình nó lại to hơn iPhone 11 rất là nhiều. Cái điểm nâng cấp thứ hai là các bạn từ 2 mắt chuyển thành 3 mắt rồi, và có cả cam tele nữa. Rồi là gì nhỉ? Dung lượng pin cũng được cải thiện, nâng cấp từ 3110mAh lên 3969mAh. Trọng lượng trên iPhone 11 Pro Max chắc chắn nó sẽ nặng hơn iPhone 11 rồi, và cái viền màn hình đã mỏng hơn rất là nhiều rồi các bạn. Ngoài ra không có gì khác biệt nữa cả, tại vì con này mình thấy to quá thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái con nó nhỏ hơn một chút nữa và được nâng cấp lên iPhone 12 Pro. Đây, mình chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm của mình. Đầu tiên, trước khi mình mua iPhone 13 này này, mình đã có ý định mua iPhone 12 Pro rồi. Bởi vì sao? Mình thấy là 12 Pro đẹp mà, thép này, rồi là thiết kế nó cũng bóng bẩy các thứ nữa. Nhưng mà khi mình ra cửa hàng ý, chớ trêu một nỗi là iPhone 12 Pro nó hết hàng, nên là mình đành chuyển sang iPhone 13 thôi. Và trong quá trình trải nghiệm nhá, mình thấy iPhone 13 này này nó còn đáng mua hơn cả iPhone 12 Pro. Có một điều mình thấy tiếc ở trên iPhone 12 Pro là về màn hình các bạn ạ. Nó không có 120Hz các bạn ơi, chỉ có 60Hz thôi. Và nếu như các bạn có tìm hiểu kỹ, giữa iPhone 12 và iPhone 12 Pro nó không có sự khác biệt quá nhiều. Ngoài về camera có thêm cái cụm cam tele này, rồi là có thêm cái cảm biến LiDAR nữa. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam cái tính năng này nó không có tác dụng quá nhiều đâu. Khung trên iPhone 12 Pro thay vì là khung nhôm thì nó sẽ là khung thép các bạn nhé. Nên là cái trọng lượng nó nặng hơn iPhone 12 khá là nhiều, nó rơi vào khoảng 198g. Trong quá trình mình sử dụng iPhone 12 Pro ấy, thì thấy nhiệt độ nó nóng lên không quá cao đâu, không giống như là iPhone 13 Pro Max nóng lên dã man luôn các bạn. Nên là với con chip Apple A14 Bionic này, với những cái mà iPhone 12 Pro mang lại, mình thấy nó vẫn quá dư thừa để các bạn sử dụng tác vụ cơ bản thường ngày. Cho nên với iPhone 12 Pro sẽ dành cho những bạn nào thích cái thiết kế nó bóng bẩy này, thích một thiết kế nó mới lạ so với lại iPhone 11 series trở về trước chẳng hạn, nó không được vuông thành sắc cạnh như iPhone 12 series, thì có thể chọn iPhone 12 Pro nha, hoặc là iPhone 12 cũng được. Nhưng mà mình thấy iPhone 12 pin hơi hẻo nha. Tiếp theo, đến một cái mẫu máy giảm giá nữa là iPhone 13 Pro Max phiên bản 128GB. Như mình vừa có chia sẻ với các bạn về cái mục iPhone 12 Pro ấy, nhiệt độ trên con iPhone 13 Pro Max nó nóng rất là nhanh nha. Kể các bạn quay phim này, các bạn sử dụng tác vụ cơ bản bình thường thôi, nó nóng lên cũng rất là nhanh. Không hiểu cái đợt mình sử dụng iPhone 13 Pro Max cái phiên bản iOS 15 chấm mấy ấy, nó nóng lên nhanh. Còn bây giờ lên cái phiên bản iOS 16 thì như thế nào? Các bạn đang trải nghiệm con này nha, có thể để lại comment bên dưới giúp mình.
Ừ thì mình đồng ý cái thiết kế nó đẹp đấy, nó sang trọng đấy, nhưng mà nó nặng, nó to. Thực sự các bạn ạ, chính vì iPhone 13 Pro Max nó to, nó nặng, và kết hợp với cái khung viền nó lại vuông thành sắc cạnh nữa, nên các bạn biết như thế nào đấy, cầm nó rất cần tay, rất là đau tay. Nói thật với các bạn, những gì mà Apple trang bị cho iPhone 13 Pro Max đến thời điểm này nhá, nó vẫn quá dư sức sử dụng một cách mượt mà trơn tru mà các bạn không phải nghĩ luôn. Nhiều khi các bạn hỏi là bây giờ có nên mua iPhone 14 Pro Max không, hay là mua iPhone 14 Pro không, thì cái này với cá nhân của mình thôi, tùy theo quan điểm từ bạn nha. Với mình thì mình thấy cũng không cần thiết cho lắm. Và với cái màn hình viên thuốc ở trên iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ấy, các bạn mới đầu nhìn kiểu háo hức thế thôi, sử dụng tầm khoảng 1-2 tuần các bạn nhìn chán ngay ấy mà. Vừa rồi là một vài cái mẫu máy iPhone đang được giảm giá tại Mobile City mà mình cảm thấy khá là ổn trong tầm giá nha. Các bạn cảm thấy thế nào? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.